Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 82: Đồng hành. Vãn Cầm đang bước vào phòng để trả lời Nguyễn Thị, nhìn thấy công tử cùng cô nương nhà mình đang đứng dưới hiên ngẩng đầu chăm chú nhìn bầu trời, nàng nhíu mày xong cũng ngẩng đầu nhìn theo. Tuy dáng chiều đẹp, nhưng cũng không phải lần đầu nhìn thấy, sao công tử và cô nương phải ra tận đây để thưởng thức nghỉ? Nàng cảm thấy cực kỳ khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tiến vào phòng. Đường quân giao buồn cười liếc nhìn huynh trưởng đang đứng bên cạnh, đường hoài châu chột dạ nhìn nàng nở một nụ cười lấy lòng, mãi cho đến khi vãn cầm vào phòng, hắn mới xoa gáy, sau đó thở dài và nhỏ giọng phàn nàn. Cha cũng thật là, làm cái gì không làm cứ muốn phạt đứng dưới hiên, người ra người vào nhiều như thế, để bọn họ trông thấy mất mặt biết bao đường quân giao đồng ý sâu sắc nhưng nàng cũng biết lão già nhất định đang cố ý làm vậy thật là xấu xa hết sức qua một lúc lâu sau hạ nhân lần lượt tiến vào bẩm báo công việc hai huynh muội lúc thì vờ nhìn trời lúc thì làm như đang nghiêm túc trao đổi chính sự trông có bao nhiêu nghiêm chỉnh thì có bấy nhiêu nghiêm chỉnh như thể họ không hề bị phạt đứng mà đang không nỡ dứt mắt khỏi dáng chiều rực rỡ đầy trời này đường hoài châu tự lừa dối mình nghĩ May mà có người đứng cùng, giả vờ thế nào nhìn trông cũng giống hơn. Hai huynh muội đứng đến khi bùn rủm cả hai chân mới đợi được tiếng đường tùng niên gọi bọn họ vào phòng. Cha, nương. Hai người đồng thanh gọi và đứng thật nghiêm túc. Nguyễn Thị tức giận chừng mắt nhìn bọn họ, đặc biệt là khi bà nhìn thấy bộ quần áo nam từ bần thỉu trên người nữ nhi khiến bà đau đầu dây thái dương. Nhà đầu hư đốn này thật sự khiến bà không thể bớt lo lắng được ba con tưởng con bé đến chỗ ngũ công chúa không ngờ con bé lại lừa mình e rằng thời gian trước con bé cũng không ít lần lấy cớ đi gặp ngũ công chúa để chạy ra ngoài đường tùng niên lại thỏa mãn gật đầu thong thả ung dung nói nếu lần sau còn tái phạm thì ra vườn mà đứng sắc mặt của hai huynh muội cùng lúc biến đổi ra vườn đứng á chỗ đó người đi người đến còn nhiều hơn chỉ cần đứng đó một lần thôi thể diện cũng đủ mất sạch rồi. Giang đường quân giao ngơ ngứa, nàng cảm thấy lão già này thật sự hơi đáng ghét. Đường tùng niên hài lòng nhìn sắc mặt biến hóa của hai người, vuốt dâu khẽ cười. Được rồi, bảo nha nói trước đi, con ăn mặc thành cái dạng này để đi đâu làm gì? Đường quân giao vốn định nói thật lòng mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu để ông ấy biết mình muốn đối phó với đám người phương nghi, sau đó nàng còn muốn đi theo đến chùa triều vân với sự thông minh của ông ấy nhất định sẽ đoán ra mục địch của nàng chắc chắn sẽ không đồng ý cho nàng đi ải này của ông ấy nàng không qua nổi rồi cũng không khó mà lén đi nữa nghĩ đến đây nàng quyết định không thể nói thật toàn bộ nhanh chóng thay đổi suy nghĩ trên đời không có lời nói dối nào mười phân vẹn mười nhưng lời nói dối dễ dàng lấy được lòng tin của người khác nhất chắc chắn là thật giả lẫn nổi. Cũng giống như những lời nàng bịa ra để nói cho chết liễu nghe, cũng là thật thật giả giả. Nghĩ đến đây, nàng chợt nảy ra một ý tưởng, nàng ngại ngùng nắm lấy cổ tay áo rồi xoắn lại, làm ra vẻ một tiểu nữ, khuôn mặt xinh xắn phiếm hồng, mắt to ngấn ngước, lý nha lý nha nửa ngày trời vẫn không nói nên lời. Đường Hoài Châu thấy nàng đột nhiên trở nên ngại ngùng, khuôn mặt thẹn thùng của thiếu nữ đang yêu, hắn sừng sốt há mồm ra, trong tim vang lên một hồi chuông cảnh báo. Nhà đầu hư đốn này lại nghĩ ra ý tưởng xấu xa gì vậy? Ngay cả đường tùng niên cũng nhanh chóng tăng thêm cảnh giác, thoát cây đã ưỡn thẳng sống lưng, thậm chí cũng không cần trả nữa, chỉ nhìn chăm chú vào nàng để chờ nàng nói. Nguyễn Thị thì khác, bà đâm chiêu suy nghĩ, sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, một nụ cười tươi tắn nhưng đầy ẩn ý hiện ra trên môi. Rốt cuộc con đã đi đâu? Gặp người nào? Thấy nàng nãy giờ không nói, đường tùng niên không khỏi cất tiếng thúc giục. Thì là, thì là. Đường quân giao càng nói càng ngượng, nhưng vẫn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Nàng càng như thế thì trong lòng đường tùng niên càng sinh ra dự cảm sống trông cái vẻ này của nhà đầu rõ ràng là xuân tâm đang nảy mầm, hư chắc chắc con bé đã bị thằng danh xấu xa nào là lòng dạ dối bời rồi. ông đang định thúc giục lần nữa thì nguyễn thị đã nắm cổ tay áo ông rồi nhẹ nhàng lắc đầu. sau đó bà đứng dậy dịu giọng nói được rồi bảo nha quay về thay quần áo sạch trước đi, có chuyện gì thì lát nữa nói với nương. đây chính là câu nói mà đường quân giao đang đợi nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhân lúc không ai chú ý lén lút liếc mắt cảnh cáo đường Hoài Châu, sau đó mới ung dung bước ra khỏi phòng. Đường Hoài Châu đương nhiên hiểu ý của muội muội, con bé đang cảnh cáo mình không được nói thật những chuyện xảy ra ban sáng cho phụ thân, nhưng phụ thân nhà mình thông minh như thế, hắn không chắc mình có thể giấu được ông ấy, chẳng lẽ để qua ải này hắn phải bắt trước con bé, giả bộ xuân tình nhộn nhạo để lừa phụ thân sao? đường quân giao mặc kệ hắn dùng cách nào, dù sao nàng tin vào bản lĩnh của tiểu đường địa nhân, cho dù không giấu được lâu, nhưng hắn vẫn có đủ khả năng để giấu đến khi nàng thành công đến huyện An Bình cùng Hạ Thiệu Đình. Sau khi nàng tắm táp sảng khoái từ đầu đến chân và thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, Lam Thuần ủ rũ hầu nàng trang điểm. Ngươi bị mắng à? Đường quân giao vừa nhìn bộ dạng của nàng thì biết ngay nhà đầu này chắc là bị mình liên lụy nên bị mắng rồi. Lam Thuần gật đầu, gục đầu xuống nói ly nhí như con mũi. bị Bích Văn cô cô mắng à? Đường Quân Giao không biết nên an ủi nàng thế nào, chỉ nói. lúc nãy ta cũng bị phụ thân phạt đứng. thật à? thế chân của người có phải đang vừa mỏi vừa đau không? để nô tỳ giúp người xoa bóp. quả nhiên cô Nương Lam Thuần khờ đã bị dẫn lệch suy nghĩ nàng ta vội vàng quỳ xuống toan muốn giúp nàng xoa bóp chân đường quân giao kéo nàng ta lại không cần đâu bây giờ ta đã không sao rồi trong khi chủ tớ hai người nói chuyện thì hạ thiệu đình đã vào cùng bẩm báo lại từng chuyện xảy ra ngày hôm nay cho thiên hy đế sau khi nghe xong thiên hy đế lập tức hạ chỉ, để hắn mang người đi huyện an bình cha xét chùa triều vân đồng thời lùng bắt những kẻ phản tặc huyền thanh và phương nghi hạ thiệu đình lĩnh chỉ khi hắn đang định lui xuống thì lại bị thiên hy đế gọi lại thiệu đình có quen biết con cháu trong phủ của đường ái khanh không hạ thiệu đình lấy làm khó hiểu song vẫn biết sao nói vậy thần chỉ qua lại thân thiết với Nhi tử hoài châu của đường đại nhân và hoài miễn Nhi tử của đường nhị lão gia còn những người khác không quen biết thiên hy đến hơi yên lòng hỏi tiếp thế khanh cảm thấy hoài miễn của nhị phòng đường phủ là người thế nào Hạ Thiệu Đình không hiểu vì sao bệ hạ lại cố ý hỏi về đường hoài miễn, hắn không nghĩ lâu liền trả lời. Miễn ca tính tình hào sảng trượng nghĩa, làm việc cởi mở hào hiệp, có thể coi là một người bạn tốt. Chuyện nam nữ của hắn thế nào? Lúc này Hạ Thiệu Đình rất bất ngờ. Thần với hắn làm bạn nhiều năm, chưa từng thấy hắn qua lại thân mật với bất kỳ nữ tử nào. Thiên Hy Đế ngừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến cũng không tiếp tục hỏi thêm, chỉ khoát tay để hắn lui xuống. Thời gian trước hoàng hậu lại nhắc nhở ngũ công chúa về chuyện hôn sự. Trước đó nha đầu còn một mức thoái thác nhưng bấy giờ lại nói thẳng là mình đã có ý chung nhân. Nhưng mà chuyện này vẫn có chốt nan giải, đối phương có vẻ bị dọa sợ, hiện giờ đang tránh không gặp nàng. Ông gặng hỏi trong cơn kinh hãi, cuối cùng mới biết người ngũ công chúa nhìn chúng là đường hoài miễn cháu trai của đường Tùng Niên. Ông cho người đi điều tra, tuy tên đường Hoài Miễn kia có công danh, nhưng chỉ là một vị tú tài còn con, sinh phụ cũng chỉ là con thứ nhị phòng của đường phủ, không hề vào chiều làm quan, nhưng được cái làm công việc vặt khá có thành tựu. Một người như vậy căn bản không đủ tư cách lấy nữ nhi của ông. Thế nhưng ông hiểu rất rõ tính cách ngang bướng cố chấp của ngũ công chúa nếu con bé đã nhìn chúng ai thì những người khác chắc chắn sẽ không lọt vào mắt nữa. nếu không thể làm những gì con bé muốn, nói không chừng con bé sẽ làm loạn lên. may thay, tên đường hoài miễn kia cũng là người biết điều nên không hề thuận thế bỏ lên. tuy nhiên, đối phương lại năm lần bảy lượt trốn không gặp mũ công chúa khiến ông cảm thấy có chút khó chịu. như thể nữ nhi của mình phải lòng người ta nhưng người ta lại không thích nữ nhi của ông đúng là cái đồ không biết điều. Những suy nghĩ mâu thuẫn luôn không ngừng giày vò ông ta, khiến ông ta càng thêm chú ý tới đường hoài miễn. Ông ta biết mấy năm trước thằng nhóc kia đã cùng sinh phụ đi khắp trời năm đất Bắc, hắn đã luyện được bản lĩnh kinh doanh không thua kém phụ thân mình, tuy tuổi còn trẻ nhưng tài sản khá dồi dào. Tiếc là về chuyện đọc sách lại không bằng mấy vị đường huynh đệ của hắn. Thế nhưng nhóc này cũng không bỏ tâm tư vào đọc sách, mà có hướng đi hoàn toàn khác. Sao, đấy chính là bắt chước người ta viết tiểu thuyết gì đó. Sao, Nguyên Văn, Chiên Dô Pian Phân, Kiếm Tấu Thiên Phong, không làm theo thông lệ, tìm kiếm một số cách mới và khác nhau để giải quyết vấn đề. Coi mấy quyền tiểu thuyết rách nát mà hắn viết đi. Chẳng có nhân vật chính nào sống chết được bình thường, không phải sau khi thành niên cười chết, thì cũng là ăn cái gì đó bị nghẹn chết nếu không thì đêm động phòng hoa chốc chết vì lao lực quá độ dù sao cũng có muôn vàn kiểu chết vô cùng kỳ quặc bảo sao viết nhiều năm như vậy mà trước sau không có nổi một thành tựu nào thế mà những quyền tiểu thuyết giờ hơi khác thường ấy lại khiến ngũ công chúa của ông yêu thích không muốn rời tay cứ đọc hết lần này đến lần khác lại còn hết mực khen ngợi tài hoa của người nọ đứng rồi nghe cái danh hiệu hắn tự đặt cho chính mình đi cư sĩ miễn đàm Thật sự. Thật sự khiến người ta không còn gì để nói. Ông than vắn thở dài, không chấp nhận nổi cái khiếu thẩm mỹ khiến người khác phát sầu của ngũ công chúa nhà mình. Lại nói về Hạ Thiệu Đình, sau khi lĩnh chỉ thì gấp rút triệu tập nhân thủ, rồi chọn ngày khởi hành đến huyện An Bình. Trước khi đi hắn có chút do dự, không biết có nên đến đường phủ một chuyến hay không, sau một hồi đắn đo suy nghĩ hắn nghĩ thôi vậy. Mấy ngày nay thấy Bảo Nha sai người đến, chắc nàng ấy đã từ bỏ ý định đi cùng rồi. Nghĩ như vậy hắn yên tâm hơn hẳn, sau khi nhận lấy dây cương phạm Quảng đưa tới, hắn mang theo người đi thẳng ra cổng thành. Nào ngờ, khi đi đến đỉnh nghỉ chân mười dặm ngoài cổng thành, hắn lại thấy có hai chiếc xe ngựa dừng ở đó, nhìn kỹ lại liền trông thấy cạnh xe ngựa có một người đang vẫy tay về phía mình, mà người nọ chính là đường quân giao đang mặc nam trang hắn lập tức cảm thấy đau đầu. Nhưng khi nhìn thấy hai huynh đệ đường Hoài Châu cùng đường Hoài Miễn đứng cạnh đường quân giao, bên cạnh còn có trường phong trường thuận cùng hai thị vệ mà đường Tùng Niên phái tới bảo vệ nàng. Cuối cùng còn cả cả Lam Thuần cũng mặc nam trang, thì hắn biết lần này nàng thật sự đã lấy được sự đồng ý của cha nương, xong cũng vô cùng ngạc nhiên. Đình ca, sao huynh chậm thế? Bọn muội đợi huynh lâu lắm rồi. Đường quân giao thấy hắn tới thì chắp tay ra sau lưng cười tít mắt. Mấy người đây là... Ca Ca và Tam Ca đi trải nghiệm để học hỏi, muội cũng đi cùng hai huynh ấy để mở mang kiến thức. Cũng bởi vì không lâu nữa là đến ngày minh thọ lần thứ 60 của tổ phụ, năm nay bọn muội sẽ về quê bái tế, phụ thân công vụ bận rộn cho nên đám hậu bối bọn muội quay về chuẩn bị trước. Biết hắn muốn hỏi cái gì nên đường quân giao vội nói luôn. Sao, Minh Thỏ, sinh nhật kẻ đã chết. Lý do có vẻ rất đường hoàng, lại không biết là bị nào ở đây nghĩ ra. Hắn nghĩ thầm rồi thở dài. Được rồi, hiếm có dịp mọi người cùng đi, trên đường nói nói cười cười náo nhiệt biết bao. Giọng nói tràn đầy vui mừng phấn khởi của đường hoài miễn vang lên. Thời gian này, hắn vất vả trốn tranh ngũ công chúa, không thể thân thiết mà cũng chẳng thể xa cách, ngờ đâu hắn nghe được tin hai huynh muội đường hoài châu muốn về quê nên cuống cuồng xin đường bách niên cho hắn đi cùng hai huynh muội họ đường hoài châu vờ ho một tiếng rồi trừng mắt cảnh cáo muội 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 có nhớ trước khi đi đã đồng ý với cha nương cái gì không trên đường đi không được càn quấy cái gì cũng phải nghe ta biết rồi biết rồi muội còn lâu mới càn quấy nhé đường quân giao phụng phịu trả lời nàng càn quấy lúc nào chứ? Trước giờ nàng không hề gây chuyện, trên đời này chẳng có cô nương nào an phận hơn nàng đâu. Gạch nối Lúc này, ở chùa Triều Vân vẫn hương khói nghi ngút như cũ, những khách hành hương thăm viếng vẫn thành tâm cúi đầu trước ba vị tổ sư mà không hề hay biết về cơn bão sắp tới. chương 83, Di Cốt Hạ Thiệu Đình mang theo Hoàng Mệnh, lại sợ đám huyền thanh sẽ xóa hết mọi chứng cứ nếu mình đến chậm cho nên suốt dọc đường hắn không ngừng ra roi thúc ngựa để nhanh chóng tới huyện An Bình. Điều này khiến cho đường hoài miễn vốn nghĩ có thể đi du sơn ngoạn thủy không thể chịu nổi, không ngừng kêu khổ. Đường hoài châu cũng biết mình làm vậy là đang tự rước khổ vào thân, nhưng lại càng không dám làm chậm trễ công sự của Hạ Thiệu Đình cho nên chỉ đành cắm cổ thúc ngựa. Vốn đường quân giao cũng không đi theo để du ngoạn. Đối với chuyện cha rõ chùa Triều Vân, nàng thậm chí còn sốt ruột hơn Hạ Thiệu Đình, vì mong có thể nhanh đi tới huyện An Bình nên nàng không hề có ý kiến gì với việc Hạ Thiệu Đình đi dòng dã ngày đêm. Hạ Thiệu Đình thấy nàng tâm lý như vậy, trong lòng vừa yên lòng vừa xót xa, nhưng phần nhiều lại là tự hào. Trong những việc hệ trọng, tiểu cô nương của hắn chưa bao giờ khiến hắn phải khó xử, càng chưa từng khiến hắn phải nhọc lòng. Ngay cả Phạm Quảng, người vốn có ý kiến với tiểu yêu nữ đường ra, khi thấy nàng có thể chịu khổ lại không gây cản trở thì không khỏi có cách nhìn khác về nàng. Đoàn người ra roi thúc ngựa chưa đầy một tháng đã đến huyện An Bình. Những năm đường quân giao sống ở huyện An Bình đều ở tại huyện Nha, bây giờ huyện An Bình đã đổi huyện lệnh nên huyện Nha không còn là nơi nàng quen thuộc nữa. Khi đoàn người tiến vào huyện An Bình, nàng vẫn không nhịn được mà vén rèm xe lên nhìn tòa nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ kia với bánh mắt mang đầy hoài niệm ngay cả hạ thiệu đình cũng không khỏi nhìn về phía huyện nha một lát ở bên trong tòa nhà ấy hắn đã quen biết với người bạn thân thiết nhất đời này cũng gặp được cô nương mà mình yêu nhất trong đời hắn hồi tưởng lại cảnh lần đầu tiên nhìn thấy huynh muội đường thị ở trong huyện nha ngày đó không tự chủ được mà nở nụ cười trên môi hắn vô thức quay đầu nhìn xe ngựa ở phía sau đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đường quân giao ánh mắt hai người giao nhau hiểu ý mà cùng mình cười biết rằng đối phương cũng đang nhớ đến những ngày còn bé khi sống ở huyện An Bình giống mình nàng của hồi đó cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày nàng sẽ được ở bên thiếu niên ánh trăng trong tim mình hai bên hứa hẹn suốt đời bên nhau khổ Đường Hoài Châu cưỡi ngựa đi cạnh xe ho khan một tiếng thật mạnh nhấp nhở ánh mắt triền miên có chút thất thố của muội muội sau đó hạ giọng cảnh cáo Đường Bảo Nha muội rụt rè chút cho huynh chú ý hình tượng, trên đường cái mà làm như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Đường quân giao lườm hắn một cái, cũng hạ giọng nói. Đường Hoài Châu, huynh cứ cầm lông gà làm lệnh tiễn đi. Sao, sớm muội gì cũng có ngày huynh phải hối hận. Sao, cầm lông gà làm lệnh tiễn, câu tục ngữ này dùng để miêu tả một người dựa hơi cấp trên, hoặc ai đó, để ra lệnh không liên quan hoặc cực kỳ rộng, dùng giọng điệu kiêu ngạo để ép buộc người khác hoàn toàn không cân nhắc nhân tố khách quan. Nói cách khác là Giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật, công khai ra lệnh. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là chuyện bé xé ra to, nguyện chuyện khác để nói chuyện mình. Những ngày qua, đường Hoài Châu không ít lần ỉ vào đặc quyền, giám thị muội muội mà trước khi đi đường Tùng Niên giao cho hắn để vung tay múa chân với nàng dáng vẻ hết sức kiêu căng hống hách của hắn làm cho đường quân giao mỗi lần nhìn thấy đều muốn cào bom cào nát cái mặt đáng ghét của hắn ra đường hoài châu hậm hực sờ mũi đường hoài miễn theo sát sau hắn che miệng bật cười một lúc lâu mới thúc ngựa bắt kịp hắn lén lút hỏi có phải đình ca với ta muội tình trạng ý thiếp không chuyện đấy không phải rõ rành rành ra rồi sao đường hoài châu bực bội nói Đường Hoài miễn cười đến đắc ý. Ta biết ngay mà. Đường Quân Giao nhớ lại lần trước đến chùa Triều Vân là vì năm đó. Nguyễn Thị trông thấy ngôn vũ đang chơi trống lắc, sau khi bị dọa mất tại chỗ, ngày hôm sau bà bất chấp tất cả bế nàng đến chùa Triều Vân để xin một đống pháp khí phòng thân, còn hái đầy bao lá bưởi mang về. Những chuyện đó dường như mới xảy ra ngày hôm qua, khóe môi nàng bất giác đong đầy ý cười nhưng khi nhớ đến kẻ đầu sỏ dọa Nguyễn Thị sợ tới mức bất thường thì nụ cười chợt tắt ngóm, nét mặt cũng không nén được vẻ buồn bã. Từ sau cái đêm hai người thoải mái nói hết mọi thứ với nhau ấy, nàng không còn nhìn thấy ngôn vũ nữ, thậm chí cũng không chắc sau đó ngôn vũ có đi phủ dự vương hay không. Người nọ biệt tâm tới nay, biệt vô âm tín, đến cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Có những đêm khuya người im tiếng lặng, nàng nằm trên giường trần chọc không ngủ được. Khi muốn tìm người nói chuyện với mình nàng thường cất tiếng gọi, A Vũ, theo thói quen, sau khi không nhận được câu trả lời nàng mới ngộ ra con quỷ lải nhải chuyên gia lấy lòng ấy đã không còn ở đây rồi. Lòng nàng ngổn ngang trăm mối, có chút thất vọng vô cớ, có cũng chút buồn, nhưng nàng cũng biết mọi chuyện đều không thể trở về như lúc ban đầu được nữa. Cô nương nhìn xem, kia chẳng phải tái thần tiên ư. Làm Thuần đột nhiên huyết vào cánh tay của nàng, chỉ về phía một cái bóng người nào nó giữa dòng khách hành hương, nhỏ giọng nói. Đường quân dao nhìn theo ngon tay nàng, quả nhiên trông thấy bóng dáng của tái thần tiên. Hôm nay hắn không còn mặc áo đạo sĩ giặt đến bạc màu, bên trên thiêu to ba chữ, tái thần tiên, đầy kiêu ngạo nữa, mà mặc áo dài màu xanh bằng vải thô bình thường, thoạt đầu nhìn thấy nàng còn xém nữa không nhận ra hắn bảo nha muội đi theo châu ca với miễn ca đừng đi lung tung hạ thiệu đình đã thay quan bảo võ tướng nhỏ giọng căn dặn huy yên tâm đi bọn ta sẽ trông coi con bé công sự quan trọng hơn huynh mau đi đi đường hoài châu tiếp lời thúc giục đúng đấy ở đây có bọn ta rồi sẽ không để con bé gặp sự cố đâu đường hoài miễn cũng vỗ vỗ ngực bảo đảm đường quân giao nghe mà buồn bực xem mấy lời này đi, cứ như thể nàng là kẻ phiền phức trên môn gây họa không bằng. Lát nữa có lẽ khách hành hương sẽ bị hoảng sợ mà tản ra bốn phía, mọi người chú ý đừng để bị lạc. Hạ thiệu đình dặn dò một câu cuối cùng, rồi mới dẫn Phạm Quảng Tào thăng cùng đám quan binh đi thẳng đến cổng lớn chùa Triều Vân. Sự chú ý của đường quân giao đang rơi trên người tái thần tiên ở trong đám người nàng vốn cho rằng hắn đến đây dâng hương nhưng lại không ngờ rằng đốt phương kéo lấy một đạo sĩ trẻ tuổi nói chuyện, nhìn trông giống như đang thăm dò cái gì đó. Một lát sau, đường quân giao thấy hắn kéo thêm ba đạo sĩ hỏi chuyện. Khách hành hương của chùa Triều Vân bỗng thấy có quan binh đến, một tướng lĩnh trẻ tuổi dẫn đầu trực tiếp bắt lấy một đạo sĩ hỏi. Chùa chùa ở đâu? Những quan binh còn lại nhanh chóng tản ra, bao vây xung quanh chùa Triều Vân một cách xít sao, không cho phép bất kỳ người nào ra vào. Đám khách hành hương không biết đã xảy ra chuyện gì, người ngắt gan thì súng lại với nhau vì sợ hãi, người to gan thì thấp thỏm không yên. May thay, binh lính chỉ vây chùa không để người nào ra vào, chứ không bắt người ta không được tùy ý đi lại, cũng không hề làm chuyện gì khác. Đường quân giao vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của tái thần tiên thấy hắn hình như không thăm dò được tin tức hữu dụng, vẻ mặt nhìn trông khá là ủ rũ, nàng nghĩ một chút, nói nhỏ với đường Hoài Châu một câu. Muội đi một chốc rồi về ngay. Sau đó bèn chạy về phía tái thần tiên. Đường Hoài Châu hết sức tức giận, hắn biết ngay nha đầu này sẽ không yên phận cũng sẽ không ngơ ra đấy mà không chạy loạn, vì thế lập tức đuổi theo. Đường Hoài miễn thoát cai đã không thấy bóng dáng của hai huynh muội kia hắn nghĩ một lát rồi ngồi xuống thềm đá sạch để chờ đợi hưng chí quan sát đủ loại biểu cảm của khách hành hương sau đó nhanh chóng hình dung tình tiết của một câu chuyện trong đầu để chuẩn bị cho cuốn truyện tiếp theo của hắn người đang tìm cái gì tái thần tiên đang thở dài chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng hắn quay đầu lại nhìn thì cảm thấy vừa mừng vừa ngạc nhiên là ngươi mỗi khi hắn đang quận bách hoặc đói bụng thì thằng bé vung tiền như rác này sẽ xuất hiện, thật khéo hết sức, không ngờ ở chùa Triều Vân cách xa kinh thành như vậy mà vẫn có thể thấy được nàng. Đường quân giao thấy hắn không giả vờ không quen biết mình thì cũng giảm bớt nghi ngờ về sự xuất hiện của hắn ở đây, vì thế nàng cưới nói. Trời đất bao la, thế mà ta có thể ba lần bốn lượt gặp được ngươi, cũng không biết có được tính là có duyên không. Tính chứ, nhất định phải tính. Tái Thần Tiên cười ha ha, sau đó nói với vẻ tiếc nuối. "Đáng tiếc hôm nay ta không mang theo lá bùa, nếu cô nương muốn mua bùa thì chỉ có thể xin chùa này thôi." Nhưng lúc này đang loạn, e rằng cũng không xin nổi. "Không sao, hôm nay ta không mua bùa, ta chỉ thấy tò mò về sự xuất hiện của ngươi ở đây thôi. Đương nhiên, ta càng tò mò về lai lịch của ngươi hơn." Đường Quân giao mỉm cười. Sắc mặt Tái Thần Tiên cứng lại nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu. Ta là một kẻ giang hồ dài đây mai đó, có thể có lai lịch gì được chứ? Nụ cười trên môi đường quân giao vẫn không mảy may thay đổi. Cái này gọi là cao nhân lánh mình nơi phố thị, sao, nên ngươi không cần phải khiên tốn nữa. Ta tin vào bản lĩnh của ngươi, ngay cả việc di hồn tục mệnh khó bề tưởng tượng nổi mà ngươi còn biết vô cùng tường tận, thậm chí còn có cánh thích hợp để đối phó cao nhân như vậy thế gian hiếm gặp. Hôm nay ngươi đến chùa Triều Vân, chẳng lẽ là muốn tìm người ngày đó đưa bùa câu hồn cho ta? Tái thần tiên cười ngượng ngùng, ánh mắt có chút trột giả. Đường quân giao bỗng nhiên nghiêm mặt, cười nhạt. Chẳng qua ngươi lại không biết rằng, đạo sĩ Huyền Thanh vẽ lá bùa câu hồn này ngày đó hiện nay lại trở thành trọng phạm triều đình, ngươi đếm tìm ông ta, chẳng lẽ ngươi là đồng đẳng của ông ta? Tái thần tiên sợ hết hồn, Lắc đầu khoát tay nguầy nguậy. Không không không, ta chẳng quen biết Huyền Thanh hay Huyền Bạch gì hết. Thấy nàng vẫn một mực hoài nghi, cuối cùng hắn đành nhụt chí, nói: "Thật không dám giấu, ta đến tìm tiểu sư đệ thất lạc nhiều năm. Từ ngày đó, sau khi hay tin lá bùa câu hồn nay đến từ đạo trưởng Huyền Thanh của chùa Triều Vân, ta bèn đoán đạo trưởng Huyền Thanh kia có khả năng biết tung tích của sư đệ ta. Bởi vì Suy cho cùng trên thế gian này người biết vẽ lá bùa ấy trừ sư phụ sớm đã qua đời nhiều năm của ta ra, thì chỉ có tiểu sư đệ của ta mà thôi. Trái tim đường quân giao xiết lại, vội gặng hỏi. Sư phụ ngươi là người nào? Đạo hiệu của tiểu sư đệ ngươi là gì? Tái thần tiên cười hi hi, đắc chí nói. Nói ra sợ làm ngươi ngươi hết hồn, sư phụ ta chính là đạo nhân tử dương tiếng tâm lẫy lừng, hoàng đế tiền triều còn đích thân mời ông vào cung giảng đạo muốn phong người làm quốc sư, chỉ đáng tiếc là ông cụ trí hướng không ở nơi đấy. Đào hiệu của tiểu sư đệ ta là không vô, đệ ấy là đệ tử cuối cùng của sư phụ ta, từ bé đã được đi theo sư phụ tu đạo, thiên tư vô cùng cao. Đáng tiếc khoảng hai mươi mấy năm trước đã mất tích trong chiến loạn, từ đó không rõ tâm tích. Nói đến đây, hắn vô cùng phiền muội. Lại nói tiếp, sư huynh đệ bọn họ đã bao nhiêu năm chừng từng gặp nhau, cũng không biết đệ ấy có còn trên đời hay không. Đường quân giao bị thu hút bởi vài từ Hoàng đế Tiền Triều, Quốc sư, trong lời nói của hắn, thấy vẻ mặt đầy hoài niệm những chuyện đã qua của hắn, nàng bình tĩnh nói. Người có biết Huyền Thanh là ai không? Tái thần tiên sừng sốt. Ông ta không phải đạo trưởng của chùa Triều Vân sao? Ông ta chính là dư nghiệt tiền triều. Lần này, Trung Dũng tướng quân phụng chỉ đến huyện An Bình để lùng bắt ông ta. Dư nhiệt tiền chiếu. Tái thần tiên cực kỳ hoảng sợ, ngay lập tức nghĩ đến một khả năng, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Chẳng lẽ ông ta chính là sư đệ không vô? Không, không thể nào, sư đệ không vô không thể làm ra chuyện cưỡng giam hồn của người sống, một loại chuyện làm trái lẽ trời như thế được, không phải đệ ấy, nhất định không phải là đệ ấy. Đường quân giao nghe rõ những lời hắn nói, khi nàng đang muốn truy hỏi thì nghe thấy đường hoài châu lớn tiếng quát. Sư đệ không vô trong lời ngươi nói rốt cuộc là kẻ nào? Có quan hệ gì với dư Nhiệt tiền triều huyền thanh? Nếu như không nói thì ngươi cùng bọn hắn sẽ xử tội như nhau. Ngay lập tức, quan binh nghe thấy tiếng động đã chạy đến và bao vây tái thần tiên. Tái thần tiên càng thêm hoảng sợ, vừa lắc đầu vừa khoát tay có gì bình tĩnh nói, đừng động dao động kiếm mà, ngộ nhỡ bị thương thì không phải chuyện đùa đâu. Thế thì ngươi khai thật đi. Đường Hoài Châu nghiêm mặt quát. Tái thần tiên không biết phải làm sao đành nói. Việc đến nước này, cũng không thích hợp để che giấu nữa, sư đệ không vô của ta. Sương phòng phía đông phát hiện mật đảo, bên dưới lắp đặt trận pháp hư ảo kỳ quái, mau đi bẩm báo tướng quân. Chợt có tiếng nói của quan binh truyền lại, đường quân giao giật mình lập tức cắt ngang lời hắn người có nghiên cứu trận pháp không có biết một ít tái thần tiên nói lời khiên tốn đi người đi xem nó cùng ta đường quân giao kéo lấy cổ tay áo của hắn mà không cần nghĩ ngợi bước nhanh về phía xương phòng phía đông đường hoài châu tức giận đành phải dẫn theo vài quan binh đuổi theo xương phòng phía đông chính là phòng ở của đạo trường huyền thanh Giờ phút này nó đã bị quan binh bao vây chặt chẽ, Hạ Thiệu Đình dẫn Tào Thăng xuống địa đạo trước, quả nhiên nhìn thấy thiết bị kỳ quái theo lời quan binh nói. Tướng quân, trông nó chẳng khác gì trận pháo. Tào Thăng nhìn kỹ rồi khẽ nói. Hạ Thiệu Đình cũng nghĩ như vậy, mày rậm nhíu chặt lại, hắn nhặt con rối rơi trên mặt đất đã bị thiêu nửa người lên, rồi quan sát lỗ to giống như mắt trận kia, rơi trong lỗ là một cái tã lót tã lót kia dính đầy bùn ướt, tuy nó đã bị mục nát không ra hình thù, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra hoa văn được thuê trên đó. Nơi này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, trái tim sầu muộn, ấn đường càng nhíu càng chặt. Tướng quân, loại vải lót này không phải là thứ mà bách tính bình thường có thể dùng được, hẳn là chỉ có những gia đình phú quý mới dùng. Tảo thăng nghiêm túc kiểu tra một lát rồi bầm. Trận khóa hồn phía sau hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nam tử xa lạ. Hạ thiệu đình cao mày quay đầu nhìn thì thấy hai huynh muội đường Hoài Châu đường quân giao dẫn theo một nam tử có khuôn mặt xa lạ đang bước xuống bậc đá. Giọng nói kia chính là của nam tử này. Người biết trận này. Hắn nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, ngạc nhiên hỏi. Từ lúc tái thần tiên nói xong ba chữ, trận khó hồn, thì sắc mặt của đường quân giao lập tức biến đổi, trong nháy mắt nhớ lại những lời mà ngôn vũ đã từng nói nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi quan sát bốn phía xung quanh khi nàng nhìn thấy cái lỗ trong trận kia cùng với cái tã lót trong lỗ to trái tim nàng lập tức chấn động ta chỉ nhớ mang máng từ khi còn rất nhỏ bên tai luôn có rất nhiều người nói rằng ta sắp chết rồi sau đó có một người bế ta đi chôn ở trong bùn đất ta rất khó chịu muốn thoát ra khỏi thân thể nhưng lại giống như bị cái gì đó bắt lại làm thế nào cũng không thoát được. Những lời hôm đó ngôn vũ nói cứ văng vẳng bên tay nàng, nàng cảm thấy trái tim mình như thể bị búa nặng đập trúng, đau đến nỗi nàng không thể đứng vững nổi. Ngôn vũ Bên này, tái thần tiên đã nhanh chóng bước tới nhìn kỹ những thiết bị kỳ quái đang được bao vây lại, sau cùng rốt cuộc cũng lầm bầm. Nó là trận khóa hồn, quả nhiên là trận khóa hồn, tạo nghiệp mà rốt cuộc đang tạo cách nhiệt gì thế này? Trận khóa hồn là cái gì? Hạ Thiệu Đình nhíu mày hỏi. Tên của loại trận này khiến người ta cảm thấy khó chịu khắp người, nghe giống như một loại trận pháp tà ma nào đó. Người chết thì hồn phách rời khỏi cơ thể, trận này cưỡng giam linh hồn của người sắp chết lại trong cơ thể. Tái thần tiên giải thích đơn giản. Còn có thể làm thế sao? Trận này có thể sửa đổi sống chết của con người, nếu như thế thì thiên hạ chẳng phải sắp đại loạn sao? Tào thăng kinh ngạc nói. Hạ Thiệu Đình cũng chấn động không thôi. Nào có chuyện tốt như thế, ý trời không thể trái, trận này vốn là nghịch thiên, nhưng nó cũng chỉ cưỡng giữ hồn phách được 7 ngày, để người ta chôn sống người sắp chết kia, giả vẻ, nhập thổ vi an, sao? Các người có thể tưởng tượng thử xem, loại cảm giác bị chôn sống có bao nhiêu thống khổ. Sao? Xưa có câu, từ giả vi hại, nhập thổ vi an. Nghĩa là người chết được coi trọng hơn mọi thứ, an nghỉ dưới lòng đất mới là an toàn. Chẳng những cơ thể phải chịu đau đớn mãnh liệt, mà hồn phách cũng vậy, giống như bị hàng hàng vạn dây thừng trói buộc, khiến người đi không đợi mà thoát cũng chẳng xong, đồng thời còn phải chịu đựng nỗi đau bị chôn sống trước khi chết. Đám người ai nấy cũng biến xá, tào thăng nhịn không nổi mà cất tiếng hỏi. Mục đích của việc làm này là gì? tái thần tiên vô thức nhìn về phía gương mặt đang tái mét của đường quân giao, sau đó thở dài kể đầu đuôi những chuyện về di hồn tục mệnh cho bọn họ nghe. Mọi người nghe xong cực kỳ sợ hãi, không ai ngờ rằng trên đời lại có một loại tà thuật ác độc như vậy, khiến người ta nghe mà ghê rợn cả người. Hạ Thiệu Đình nghiêm nghị hỏi. Nếu trên đời này chỉ có tôn sư tử Dương Đạo Nhân và lệnh đệ không vô đạo trưởng biết được thuật này, vậy thì Huyền Thanh có quan hệ gì với các ngươi? Tái thần tiên tái mặt, qua một lúc lâu cuối cùng cũng nhụt chi nói. Căn cứ theo tình hình hiện tại, Huyền Thanh có khả năng là sư đệ không vô. Nói đến đây, hắn nhếch khóe miệng đầy chua chát, nói tiếp. Năm đó sư phụ mang sư đệ không vô trở về, mặc dù người chưa từng nhắc đến thân thế lẫn lai lịch của đệ ấy, nhưng sau này ta đã vô tình biết được, đệ ấy là người trong hoàng thất tuần thị, chỉ vì từ bé cơ thể của đệ ấy yếu ớt nhiều bệnh nên tiên sư đã đưa ra nhận định, trừ phi rời xa phú quý nếu không thì đệ ấy không thê sống qua tuổi 18. Tiên sư thấy đệ ấy thiên tư thông minh, không đành lòng để đệ ấy chết yểu cho nên mới cố ý thu làm đồ đệ. Sở dĩ đệ ấy cũng không phải hoàng tử được sùng ái, lại còn vì sinh mẫu có xuất thân thấp kém, cuộc sống ở trong cung không mấy dễ dàng, tuần thị có ý lấy lòng tiên sư thế nên cũng không hề từ chối. Từ đó, đệ ấy bị xoa khỏi dòng họ tuần thị và được tiên sư nhận làm đệ tử nhập môn, lấy đảo hiệu là không vô, với ý là vạn vật đều là hư không, vô vi vô vật, sao? Sao, vô vi vô vật, mọi việc làm hành động, mọi vật đều là hư vô. Nói chung là cái gì cũng không có, nên thuận theo tự nhiên, không quá cưỡng cầu. Hạ Thiệu Đình bỗng nhiên ngộ ra, hóa ra đạo trưởng không vô này chính là vì hoàng tử không được ghi chép lại của hoàng thất tiền triều vì thế hắn ta đã cấu kết cùng đám dư nghiệt tiền triều phương nghi thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi bọn họ làm ra những chuyện này hắn cười lạnh nói tiếp hiện nay xem ra tôn sư đã tốn công vô ích rồi không vô không vô những chuyện mà hắn ta luân phiên làm ra đâu có chỗ nào không vô rõ ràng là lưu luyến hồng trần phú quý làm đủ những hành vi xấu xa độc ác ghê tởm, thật sự là làm người ta nghe mà khiếp sợ, từ dương đạo nhân suốt đời anh Minh, không ngờ lại bị hủy hoại trong tay ác đồ này. Cơ thể tái thần tiên phát run, đôi môi cũng khẽ run dày. Hắn rất muốn nói sư đệ không vô không phải người như vậy, đệ ấy là một người có tâm tư thuần khiết, chúng sinh vạn vật trong mắt đệ ấy đều là hư vô, đệ ấy đã vứt bỏ hồng trần từ lâu há có thể vì giàu sang phú quý của tiền triều mà làm ra những hành vi độc ác như vậy. Nhưng trận khóa hồn trước mắt cùng với bùa câu hồn của đường quân giao trước đó lại khiến hắn không thể nói ra nửa câu bênh vực. Con mắt hạ thiệu đình tụ đầy sát ý, sở dĩ hắn còn muốn tận lực bắt sống huyền thanh, nhưng xem ra bây giờ người kia nhất định phải chết. Người như vậy mà không chết, nếu bị người khác cố tình lợi dụng thì chỉ sợ không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu mầm tai họa. Đường quân dao phải siết chặt nắm tay, cắn cánh môi thật mạnh mới miễn cưỡng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Lúc nãy đường hoài châu chú ý tới tái thần tiên liếc nhìn muội muội một cái, trong lòng hắn vẫn luôn bất an, nhưng hiện giờ không tiện hỏi nhiều, chỉ đành cố nén cơn sốt ruột trong lòng. Nhận ra sự khác thường của muội muội hắn vươn tay nhẹ nhàng vòng qua vai nàng theo bản năng ôm nàng vào trong và lặng lẽ cho nàng sự bảo hộ cùng trấn an tướng quân ở đây còn có một lối ra có quan binh vội vàng chạy tới bẩm báo hạ thiệu đình dẫn người bước nhanh qua đó thật sự nhìn thấy một cửa đá được che giấu vô cùng cẩn thận sau đó hắn sai người dùng sức đẩy cửa ra một bậc đá dài hiện ra ngay trước mắt hắn tiên phong dẫm lên bậc đá còn đám người tào thăng nối gót theo sau. Đường quân giao thấy thế cũng muốn đi theo, đường Hoài Châu vội vàng kéo nàng lại. Bảo nha, chúng ta vẫn nên ở trên này đợi tin thôi. Chuyện ở đây cứ giao cho đình ca đi. Từ khi bước vào đây sắc mặt của muội muội càng lúc càng kém, cơ thể run rẩy không ngừng, thậm chí ánh mắt còn mang nội sợ hãi và oán hận sâu sắc, từng biểu cảm của muội muội đều được hắn thu hết vào trong mắt. Mặc dù hắn không biết muội ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng lý trí lại nói với hắn rằng không thể để muội muội tiếp tục đi theo xuống dưới. Cà ca ca, muội phải đi xem. Đường quân giao vô cùng kiên quyết mà kéo tay hắn ra, đi theo đám người kia mà không hề quay đầu lại. Đường Hoài Châu thấy không khuyên được nàng, sau khi dậm chân vài cái đầy giận dữ thì cũng phải đi cùng. Nha đầu hư thân không nghe lời, đợi khi về ta sẽ xử lý muội bậc đá từng bước từng bước hiện ra, đến cuối cùng có một vùng nắp sắt tròn. Hạ thiệu đình thử đẩy nó nhưng vùng sắt không mảy may lay động, tảo thăng dẫn người tới giúp. Mấy người cùng hợp lực rồi nghe thấy tiếng, ký kí kít, vang lên, vùng sắt cuối cùng cũng được đẩy ra chậm chậm, ngay sau đó là một luồng sáng chói lóa phóng về phía mọi người. ở ờ, đây chẳng phải là sau núi sao? Một quan binh thò đầu ra ngoài nhìn, lập tức kêu lên đầy kinh ngạc. Hóa ra xương phòng của Huyền Thanh lại có ám đạo thông ra sau núi. Đây đúng là một chuyện thần không biết quỷ không hay. Cũng không biết mất năm qua rốt cuộc hắn đã lợi dụng ám đạp này làm biết bao chuyện không có tính người. Hạ thiệu đình nghĩ thầm, toàn lúc dẫn người bò lên cửa động thì lơ đãng quay đầu lại rồi nhìn thấy đường quân giao đang vội vã đuổi tới. Hắn chỉ đành bảo đám tảo thăng lên trước, sau đó lạnh mặt kéo đường quân giao tới một bên, chừng ánh mắt không vui nhìn đường hoài châu một cái. Sao ngươi để nàng theo tới đây? Huynh cũng không phải không biết cái nết của muội ấy, con bé cố chấp phải đi theo bằng được, ta làm gì khuyên được con bé? Đường Hoài Châu bất đắc dĩ nói. Được rồi, đến cũng đã đến, giờ phải đi nhìn rõ một phen, đình ca, chúng ta cũng lên đi. Đường quân giao vội vàng cắt ngang lời của bọn họ. Việc đến nước này cũng chỉ đành làm như vậy, dù sao cũng không thể để đi theo đường cũ quay về làm vậy bảo hắn làm sao yên tâm được hạ thiệu đình không biết phải làm sao chỉ đành nắm tay nàng đi đến cửa động dồn sức bế nàng lên rồi lại cho nàng mượn lực để bỏ lên đường quân giao vỗ bụi đất trên người nâng mắt nhìn thì thấy đây thật sự chính là rừng cây sau núi của chùa triều vân đám quan binh đang lục soát bốn phía để xem có phát hiện mới không ngoan ngoãn đi cùng châu ca không được chạy lung tung đừng để ta phải lo lắng nhé Hạ Thiệu Đình không biết đến bên cạnh nàng từ lúc nào, nhỏ giọng căn dặn. Hơi thở ấm áo phun vào tay nàng, ngứa ngứa, âm ấm, ấm, nó cũng xoa dịu tâm trí bồn chồn bất an của nàng một cách thần kỳ. Vâng, muội không chảy lung tung đâu. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Thiệu Đình khẽ cười, rồi nhẹ nhàng vò đầu nàng, nháy mắt đã khiến mái tóc vốn rối của nàng càng rối hơn. Đường Hoài Châu thấy muội muội bỗng trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, thì không khỏi chừng ánh mắt tràn đầy đố kỵ về phía Hạ Thiệu Đình đang quay người rời đi. Sau đó hắn tùy tiện tìm một chỗ dâm mát rồi ngồi xuống, thuận tay nhổ một cọng cỏ. Bảo nha, mau tới đây ngồi nghỉ một lát, để bọn họ làm việc. Đúng đúng đúng, ngồi một lúc đi, mệt chết ta rồi. Cuối cùng tái thần tiên cũng bò lên được, đặt mông ngồi xuống một mỏm đất dốc lồi lên cách đường Hoài Châu không xa. Đường quân giao nhìn xung quanh, thấy đám quan binh đang nghiêm túc lục soát bốn phía, nàng biết mình cũng không giúp được cái gì, bèn đi về phía huynh trưởng toan nghỉ ngơi một chút. Khi đi tới cạnh tái thần tiên, nàng dừng chân lại, nhíu mày chăm chú quan sát chỗ hắn đang ngồi. Ngươi nhìn cái gì? Muốn ngồi chỗ tê hả? Tái thần tiên bị nàng nhìn chằm chằm đến nỗi trong lòng phát sợ. Ca ca, huynh xem chỗ hắn đang ngồi có giống một ngôi mộ không? Đường quân giao đột nhiên quay người hỏi đường Hoài Châu. Đường Hoài Châu nhìn kỹ, vỗ đùi nói. Giống. Vô cùng giống luôn. Tái thần tiên sợ tới mức giật bắn cả người, lập tức có binh linh phụ cận vây tới, sau một hồi quan sát mỏm đất dốc kia có một người đi tới vội vàng đào nó lên đường quân giao đến cạnh huynh trường rồi căng thẳng nhìn về phía đám người đang đào bới hăng say. Xương cốt là xương sốt của người. Chợt có quan binh lớn tiếng kêu lên. Là xương cốt của một đứa bé. Hạ thiệu đình đi tới, nhìn thật kỹ chỗ xương cốt vừa được đào lên, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cái khóa trường mệnh này dường như đeo ở trên người hắn. Tảo thăng lấy một cành cây khiêu khóa trường mệnh trên hải cốt ra, dùng khăn tay lau thật sạch rồi cầm nó lên nhìn đi nhìn lại. Trên khóa trường mệnh này còn khắc chữ. Nhược, một chữ nhược. Đường quân giao vị đám người chắn ở trước mặt vừa nghe thấy thế thì trong đầu hiện lên một cái tên hứa đinh nhược. Chẳng lẽ đây mới chính là hứa đinh nhược thật sự, cũng chính là di hài của môn vũ đời trời. chương 84, chân tướng. Nàng vùng khỏi tay đường Hoài Châu rồi ra sức chen lên phía trước để ta nhìn xem mau để ta nhìn xem quan bình xung quanh nghe thấy thế tự giác mở ra một đường để nàng thuận lợi tới bên cạnh hạ thiệu đình nàng nhìn chằm chằm bộ hài cốt nhỏ bé ở trong hố không chớp mắt rõ ràng chỉ là một bộ xương trống rỗng nhưng nàng lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc mãnh liệt thậm chí nàng còn biết chủ nhân của bộ di cốt này sau khi lớn lên sẽ có bộ dạng thế nào nàng còn biết rằng nàng ta sẽ bị ngã gãy tay trái năm bảy tuổi bởi vì vết thương lâu lành mà nàng ta đã đau ròng rã nửa năm cho nên một thời gian dài sau đó nàng ta cũng không dám dùng lực tay trái bảo nha nàng làm sao vậy sao sắc mặt kém thế hạ thiệu đình thấy mặt nàng tái nhợt nét mặt khác thường không nén nổi lo lắng hỏi đường quân giao nhìn hắn nở một nụ cười gượng gạo sau đó vẫy tay với tái thần tiên người mau qua đây nhìn xem trận khóa hồn trong mật đạo lúc nãy có phải khóa hồn của chủ nhân bộ xương này không mọi người có mặt tại hiện trường nghe xong đều sừng sốt không thôi. Ai nấy cũng lập tức nghĩ đến khả năng này, vì thế vội vàng mở ra một con đường để tái thần tiên thuận lợi vào xem. Đường Hoài Châu xoa nhẹ cầm, đăm chiêu nhìn vẻ mặt bất thường của muội muội một lát sau lại nhìn về phía tái thần tiên đang cẩn thận kiểm tra bộ xương của đứa bé, rồi ngẫm lại trận khóa hồn trong mật đạo, mày rậm càng ngày càng nhíu chặt. Không bình thường, thật sự quá là không bình thường. Chắc chắn Bảo Nha có chuyện giấu mình, hơn nữa chuyện này nhất định có liên quan tới tái thần tiên gì kia. Lòng hắn ngổn ngang trăm mối nhưng cũng không tiện hỏi kỹ lúc này. Tuy không nắm chắc mười phần nhưng trận khóa hồn kia hẳn là khóa hồn của chủ nhân bộ xương cốt này. Than ôi, đây cũng là một đứa bé xấu khổ, không biết đời trước nó đã tạo cách nhiệt gì mà đời này mới bé tí tuổi đã phải chịu đựng sự đầy đọa khủng khiếp như vậy. Tái thần tiên thờ dài thương thượt. Chỉ cần nghĩ đến người hại đứa bé số khổ này có khả năng cao là sư đệ của mình thì sắc mặt hắn lại càng u ám hơn. Trái tim của đường quân giao nghẹn ứ, trầm mặc nhận lấy khóa trường mệnh mà Tào Thăng đưa tới, rồi nhẹ nhàng xoa lên chữ nhược được khắc ở trên đó. Nhược, hứa đinh nhược, môn vũ. Trước đó, nàng biết có lẽ ngôn vũ đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, nhưng nó lại không khiến nàng chấn động bằng một khắc khi nàng tận mắt nhìn thấy trận khóa hồn cùng bộ hài cốt nhỏ bé này. A à, Vũ, nàng vuốt ve chữ, nhược, rồi hồi tưởng lại những gì ngôn Vũ đã trải qua ở đời trước và đời này, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. Hạ Thiệu Đình thấy nàng nắm chặt khóa trường mệnh cũ kỹ, cúi thấp đầu không biết đang nghĩ những gì mà khắp người tràn ngập vẻ bi thương, nàng như vậy khiến trái tim hắn quặn thắt lại vô thức cầm lấy tay nàng rồi rút khóa trường mệnh ra, dịu giọng nói. Đây là vật không may, cũng là một trong những manh mối để điều tra thân phận của chủ nhân bộ hài cốt này, vẫn nên giao cho ta đi. Đường quân giao gật nhẹ đầu, bỗng nhiên cảm thấy sức lực trên người bị rút cạn, mong muốn tìm ra chân tướng nhạt đi trong nháy mắt. Bây giờ, nàng đã biết từ đầu chi cuối mình chính là đường quân giao, đời trước mình bị huyền thanh cùng phương nghi cưỡng giam hồn phách, cùng tồn tại trong một cơ thể với ngôn vũ, người cũng bị bọn chúng vây khốn hồn phách. Vì nàng là một linh hồn từ bên ngoài tới, căn bản không thể tồn tại lâu trong cơ thể kia cho nên cuối cùng hồn phách của nàng bị cưỡng chế đuổi ra, còn ngôn vũ. Nàng không sao hít thở nổi, sau khi nàng bị đuổi ra ngôn vũ cũng buông bỏ cơ thể kia, thế nhưng sau đó thì sao? Tại sao nàng có thể trở về lúc còn bé? Tại sao môn vũ vẫn giữ lại hồn thể của đời trước? trong này rốt cuộc đã xảy ra nhầm lẫn gì? Tại sao nàng có thể quay về quá khứ? Bảo nha, bảo nha. Tiếng kêu bất thình lình của đường Hoài Châu cắt ngang dòng suy tư của nàng, vẻ mặt của nàng vẫn còn vài phần mịt mù, ngây ngần nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của huynh trường. Đường Hoài Châu rất ít khi thấy nàng lộ ra vẻ vẻ mặt ngơ ngạc như cừu con bị lạc đường, hắn không nhịn được cười, bỗng vươn tay gõ nhẹ lên chán muội muội một cái. Hoàn hồn ngay đường quân giao lấy lại phản ứng trong nháy mắt, trợn mắt nhìn hắn một cách sợ hãi. Huynh làm gì thế? Được rồi, được rồi, đừng có buồn nữa, đình ca và mọi người còn phải ở lại đây để điều tra đầu mối của hài cốt này, chúng ta ở lại cũng chẳng giúp được cái gì, chi bằng về trước đi. Ta thấy muội cũng mệt rồi. Đường Hoài Châu vội dỗ dành. Đường quân giao nhìn về phía hạ thiệu đình cách đó không xa, thấy hắn đang phân công công việc, một nhóm quan binh quay lại ám đảo một nhóm lưu lại sau núi, nhóm còn lại do hắn đích thân dẫn đi thẩm vấn các đạo sĩ của chùa Triều Vân, hy vọng có thể tìm ra được chốt manh mối. Còn tái thần tiên đương nhiên bị hắn giữ lại, trước khi bắt được đám người Huyền Thanh, e rằng hắn không thể chạy loạn khắp nơi được nữa. Nàng suy nghĩ một lát rồi bước nhanh đến cạnh Hạ Thiệu Đình, nói khẽ với hắn vài câu khiến Hạ Thiệu Đình nghe mà kinh ngạc. Hắn gật đầu nói: Nàng yên tâm. Ta sẽ sắp xếp để truy xét dọc theo tuyến này. Đường quân giao thấy mặt hắn đầy nghi ngờ nhưng không hề hỏi mình nguyên nhân mà đã đồng ý. Điều đó khiến nàng cũng không hiểu nổi cảm xúc lúc này của mình là gì. Nàng biết không chỉ có hắn, đến cả huynh trường cũng đã nổi lòng nghi ngờ với những hành động khó hiểu của mình, chẳng qua bọn họ không hỏi mà thôi. Đương nhiên, bây giờ nàng cũng không muốn tiếp tục giấu giếm bọn họ điều gì, nhưng vì lúc này đầu óc đang loạn nên nàng cũng chẳng có tâm tư nói thêm cái gì đợi nàng chỉnh đốn lại một phen rồi nàng sẽ nói tất cả mọi chuyện cho họ mới vừa rồi nàng chỉ nhắc nhở hạ thiệu đình rằng có thể bắt đầu điều tra từ mối quan hệ giữa bộ hài cốt và nữ tử trong bức họa mà trước đây nàng đưa cho hắn hắn dõi theo bóng nàng rời đi với nét mặt trầm tư bảo nha từng nói rằng nữ tử trong bức tranh có quan hệ với thị nữ hứa đinh nhược của dự vương còn bây giờ nàng lại nghi ngờ mối quan hệ giữa nữ tử trong bức tranh và bộ hài cốt này ơ ờ, đợi đã nhược hứa đinh nhược chẳng lẽ hài cốt này có quan hệ gì đó với thị nữ hứa đinh nhược của dự vương sao hắn đột nhiên hiểu ra chỉ cảm thấy cuối cùng đã có thêm một manh mối quan trọng để tình hình trước mắt không còn là màn đêm đen đặc nữa trung quy để điều tra một bộ hài cốt trẻ nhỏ hơn mười mấy năm trước thật sự không phải là chuyện đơn giản hắn đăm chiêu một chốc rồi vội vàng sắp xếp người đi làm việc. Ca ca, bây giờ trong lòng muội đang rất loạn nên không muốn nói gì cả. Đợi muội điều chỉnh lại tất cả, rồi muội sẽ nói hết với huynh. Sau khi quay về nhà cũ đường thị ở phủ Hà An, đường Hoài Châu chưa lịp hỏi nàng đã nói chứ. Đường Hoài Châu bị nàng chẹn họng, hết nói nổi. Thôi được, tùy muội. Đường Hoài miễn vò đầu mơ màng nói chen vào với vẻ mặt bất mãn. Này, hai người đừng tỏ vẻ bí hiểm trước mặt ta. Có chuyện gì thì nói luôn bây giờ đi, ta muốn nghe. Đường Hoài Châu không vui kéo hắn đi. Được rồi, được rồi, cư sĩ Miễn Đàm quan tâm nhiều như vậy làm chi, đã đến lúc chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết mới của huynh rồi đấy. Đúng rồi, lần này huynh định viết câu chuyện như thế nào? Nói đi để đệ giúp huynh xem xét. Đường Hoài Miễn thật sự bị hắn kéo lệch suy nghĩ, nói với giọng vô cùng đắc chí bây giờ ta muốn viết một quyển tiểu thuyết sầu miên man về kiếp trước kiếp này kết tác đó của ta sẽ mở ra thời đại mới khiến người ta tỉnh ngộ bây giờ ta vẫn đang lên ý tưởng đợi ta cấu tứ xong sẽ nói với đệ nhưng mà đệ phải giữ bí mật cho ta đấy yên tâm yên tâm mồm đệ kín nhất đấy mồm đệ kín nhất câu này mà đệ cũng nói ra được ư da mặt cũng dày thật đấy trước đây ta bảo đệ không được nói với bất kỳ ai ta là cư sĩ miễn đàm thế mà đệ quay người cái đã nói cho ta muội luôn rồi này đường Hoài Châu, ta nói đệ hay, đệ làm như thế là không được đâu, đệ phải. Lời đối thoại của hai huynh đệ càng lúc càng xa, nó cũng làm cho tâm trạng vốn đang u sầu của đường quân giao bất giác tươi sáng hơn. Những người này đều là người thân của nàng, người thân hai đời, nàng vĩnh viễn không cần lo lắng bọn họ sẽ vứt bỏ mình, cũng như không cần nghĩ cách để lấy lòng hay đón ý hùa theo ai. Đêm khuya, trong tòa nhà cũ của đường phủ, nàng trần chọc nằm trên chiếc giường trong gian phòng phía tây của tam phòng, lúc thì nhớ đến hứa tục phi của đời trước, lúc thì lại nhớ đến ngôn vũ, nhớ đến đêm đầu tiên thấy nàng ấy ở đời này. Nàng nhớ rõ khi đó mình đã từng hỏi lai lịch của nàng ấy, nàng ấy nói thế nào nhỉ? Nàng ấy nói không nhớ rõ, không nhớ họ tên, không nhớ mình từ đâu đến. Thế nhưng cho dù nàng ấy đã quên hết mọi chuyện nhưng vẫn nhớ đến tìm nàng, nhớ rằng bọn họ vốn ở bên nhau. Con quỷ mốc nghếch ấy nói nếu không đi theo nàng sẽ rất sợ hãi. Nàng vẫn luôn không hiểu nàng ta nói lời này là có ý gì, cho đến ngày hôm nay nàng mới hiểu rõ. Bởi vì nàng ấy phải một mình trải qua những chuyện khủng khiếp nhất ở đời trước mà không có ai bên cạnh, không có ai giúp đỡ cho đến khi nàng xuất hiện. Bởi vì nàng ấy đã trải qua những chuyện khủng khiếp nhất ở đời trước mà không có một ai bên, không có một người giúp đỡ cho đến khi nàng xuất hiện. Đồ mốc kia đã mềm mỏng lại còn nhát gan, nàng ấy đã gặp được nàng trong thời khắc bất lực và sợ hãi nhất vì thế nên nàng ấy đã coi nàng là chỗ dựa duy nhất. Chắc chắn con quỷ nhát gan ấy không muốn đối mặt với đủ loại mặt tối của con người trên thế gian, vì thế cũng không thèm quan tâm đến quyền kiểm soát cơ thể của mình, cho nên sau khi nàng bị đuổi ra khỏi cơ thể nàng ấy đã rời đi không chút lưỡng lự. Lư. À vũ! Nàng lầm nhầm gọi, sự việc đã vậy, giữa bọn nàng sớm đã không phân biệt được rõ ràng là ai nợ ai. Trong thư phòng của phủ dự vương tại Kinh Thành, môn vũ mặt buồn rười rượi cuộn tròn cơ thể, lưng dựa vào bức tường treo tranh sinh mẫu của nàng. Từ hôm rời khỏi đường phủ cho đến giờ, nàng không đi đâu cả, cũng chẳng có tinh thần làm gì. Chỉ khi nhìn thấy tỷ tỷ chiếm tên của mình cùng họa quyên tranh giành cấu xé nhau, nàng mới thỉnh thoảng mới liếc nhìn vài cái, sau đó lại chán nản cúi đầu, tựa đầu lên gối rầu dĩ nghĩ. Đinh huyền tỷ còn chẳng bằng một gì của giao giao, đời trước giao giao còn lâu mới tranh giành với họa quyên đến mức khó coi như vậy. Nhớ đến giao giao, nàng lập tức thở dài tuyệt vọng. Ở bên kia, họa quyên cùng hứa đinh nhược không biết lại vì chuyện gì mà đang tranh nhau đến hăng say, lời qua tiếng lại hết sức cay nghiệt, càng nghe càng làm nàng sầu não không thôi. Trên thực tế, dạo gần đây hai người tranh đấu ngày càng ác liệt lúc dự vương ở còn đỡ, ít nhất họ còn biết kiềm chế ít nhiều. Nhưng hễ dự vương không có ở trước mặt là hai người chỉ hận không thể xé nát tanh bành mặt nhau ra, đỡ khiến đối phương lúc nào cũng nghĩ cách quyến rũ điện hạ. Không biết đã cãi nhau được bao lâu nhưng trận đấu giữa hai người vẫn không có dấu hiệu của hồi kết. Cuối cùng ngôn vũ cũng không chịu nổi nữa, nàng đột nhiên bật dậy lao ra ngoài. Nàng nghĩ rằng mình không thể tiếp tục ở lại nơi này được nữa, chỉ là vẫn không nỡ rời xa bức tranh của mẫu thân nhưng mà không sao cả nàng đã nhớ kỹ dáng vẻ của mẫu thân rồi nàng quay đầu nhìn bức tranh bị cánh cửa che khuất một lần cuối cùng sau đó dứt khoát rời khỏi phủ dự vương đi ra khỏi cổng lớn phủ dự vương nàng nhìn người tới người lui trên đường với vẻ mặt mông lung một hồi lâu sau nàng chợt đập vào gáy có rồi có chỗ để đi rồi nàng có thể đến huyện an bình huyện nha an bình là chỗ ở đầu tiên của giao giao nhà họ đường của phủ hà an chính là nơi dừng chân đầu tiên của nàng ở đời này chỗ nào trong tòa nhà ấy cũng có dấu vết của nàng và giao giao nàng càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý tưởng không tệ con mắt lấp lánh tỏa sáng khuôn mặt nở ra một nụ cười vui vẻ bỗng nhiên nàng cảm thấy một cơn lạnh buốt lan ra khắp cơ thể lạnh đến nỗi nàng không nhịn được mà dùng mình ớn lạnh khịt mũi lấy làm lạ là. Quái lạ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy lạnh trong suốt nhiều năm qua. Loại lạnh này giống như bỗng nhiên bị người ta tóm ra khỏi cái tổ ấm trong mùa đông giá rét. Nhưng ngay sau đó, trái tim nàng đau nhức từng cơn, nó như thể bị cái gì đánh vào. Một lúc sau, cả người nàng như thể bị lửa đố, đau đến độ nàng không thể đứng vững được nữa, thoáng cái té nhào ra đất. Giao giao, ta đau, ta đau. Nàng thống khổ lăn lộn trên mặt đất, luôn mồm gọi người mà nàng tín nhiệm nhất. Thế nhưng đáp lại nàng chỉ là từng cơn đau đớn kịch liệt ngày càng dữ dội hơn. À, đau quá, đau quá, sao sao, ta đau. Cuối cùng, cơn đau lan ra toàn thân nàng, nàng không chịu được nữa, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Một lát sau, trồng mây từ từ tản đi, ánh nắng lại chiếu rọi mặt đất, chiếu lên bóng hình càng ngày càng trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất gạch nối. Từ ngày phát hiện ra ám đảo trong xương phòng Huyền Thanh ở chùa Triều Vân, tiếp theo đó lại phát hiện ra hài cốt của đứa trẻ ở sau núi thông qua ám đảo. Mấy ngày liên tiếp hạ Thiệu đều ở chùa Triều Vân thẩm vấn đám đạo sĩ, hoàn toàn không có thời gian rời đi nửa bước. Chỉ tiếc là, tuy hắn thẩm vấn từng người một, nhưng chỉ biết được rằng Huyền Thanh đã đi Vân Du từ 12 năm trước, đến nay vẫn chưa quay lại. Trong chùa cũng không có người nào từng gặp lại ông ta. Thế nhưng có khách hành hương nói rằng đã tình cờ gặp ông ta một lần vào mấy năm trước, chẳng qua cũng không biết là thật hay giả. Chuyện chùa Triều Vân bị quan binh bao vây nhanh chóng được truyền khắp huyện An Bình, ngay sau đó Bách Tính lại biết được lần này Triều Định muốn lùng bắt đạo trương Huyền Thanh Đức cao vọng trọng. Mặc dù đạo trưởng Huyền Thanh đã không ở chùa Triều Vân mười mấy năm, thế nhưng vẫn có rất nhiều khách hành hương nhớ rõ ông ta dân chúng còn nghe nói quan binh đã phát hiện ra hài cốt trẻ em trong sương phòng của thanh vân ngay sau đó dân gian lan truyền đủ loại suy đoán về chuyện này có người nói đạo trưởng huyền thanh là yêu đạo chuyên gia lợi dụng những đứa trẻ mới sinh để tu luyện yêu thuật có người nói đứa bé đó là thành quả của đọa trưởng huyền thanh sau một đêm phong lưu với con người ông ta sợ bị người ta phát giác gây tổn hại danh tiếng nên khi đứa bé vừa ra đời ông ta đã bóp chết nó cũng có người nói đạo trưởng huyền thanh bị người hãm hại vân vân và mây mây. Thế nhưng mặc kệ bọn họ suy đoán thế nào, tuy rằng quan binh không cưỡng chế đóng chùa Triều Vân, nhưng lại bao vậy xương phòng của huyền thanh xít sao, không cho phép bất kỳ ai tới gần. Còn Hạ Thiệu Đình, tuy hắn không thể hỏi ra tung tích của huyền thanh nhưng cũng không quá thất vọng với tình hình hiện tại, ngược lại hắn còn hỏi những chuyện đã xảy ra trước khi huyền thanh đi vân du tứ hải chỉ là chuyện này đã hơn mười mấy năm, chi nhớ của mọi người cũng có hạn. thêm nữa ai nấy cũng hiểu rõ lần này triều đình bỗng nhiên phái người đến đây, át hàn huyền thanh đã phạm tội, nên ai cũng muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với ông ta, để đỡ phải rước hỏa vào thân. trong chốc lát từ chủ chùa cho tới lão đạo phụ trách củi lửa quét dọn đều vắt hết óc nhớ lại từng chuyện từng việc khi huyền thanh vẫn ở chùa triều vân. nếu người muốn hỏi huyền thanh đến chùa triều vân từ khi nào, bẩn đạo cũng không rõ lắm từ lúc bần đạo tới chùa triều vân thì ông ta đã ở trong chùa rồi. đồng thời mọi người trong chùa đều hết mực tôn trọng ông ta, đến cả chủ chùa cũng phải nhún nhường. nhắc đến lai lịch của Huyền Thanh, chủ chùa Ngọc Thanh đạo nhân cũng không nói ra được nguyên cớ. những năm cuối của triều trước, vì chiến loạn nổi lên ở khắp nơi nên đạo nhân trong chùa kẻ thì tháo chạy, người thì thương vong, chùa triều vân cũng ngày càng lụn bại, danh tiếng đã không còn như trước từ lâu cho đến hai mươi mấy năm trở lại đây mới dần dần lấy lại được danh vọng như xưa, mà trong đó cũng có công lao của Huyền Thanh trong việc dẫn đầu đạo nhân truyền bá rộng rãi ân huệ của chùa. Bần đạo nghĩ, đây cũng chính là nguyên do tại sao ông ta có danh vọng trong chùa như thế. Ông ta suy nghĩ rồi nói. Ông ta có địa vị cao trong chùa, không có sự cho phép của ông ta, ai cũng không dám tới gần xương phòng của ông ta, cho nên cũng chẳng ai biết trong xương phòng của ông ta còn có ám đạo. Đúng rồi, ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Năm đó Huyền Thanh rời khỏi chùa Triều Vân rất lâu không quay về. Trong chùa có rất nhiều đệ tử không yên tâm nên đi tìm, nhưng hễ ai đi thì người ấy chẳng bao giờ quay lại nữa. Ông ta đột nhiên vỗ đùi, nhớ ra chuyện này. Hạ Thiệu Đình hiểu rõ, xem ra những người kia căn bản không phải đạo sĩ mà là dư nghiệt tiền triều ẩn thân trong chùa. Bọn họ chỉ mượn cớ ra ngoài đi tìm Huyền Thanh để lần lượt rời đi. Còn về tại sao Huyền Thanh lại chọn rời khỏi chùa, đoán chừng có liên quan đến chuyện làm phép thất bại mà tái thần tiên nói, và cũng có liên quan đến việc lúc đó bệ hạ bỗng nhiên công đánh dư nghiệt tiền triều, cho nên bọn họ mới buộc phải rời đi tránh sóng gió. Ngọc Thanh Đạo Nhân hơi bất an nhìn chàng tướng quân trẻ tuổi trước mặt, sống chết tổn vong của chùa Triều Vân đều do người này nắm giữa, chứa chấp dư nghiệt tiền triều là một tội danh ai cũng không thể đảm đương nối nếu như bệ hạ trách tội xuống, chùa Triều Vân. Khi lòng ông ta đang nặng trĩu nhưng ưu tư thì chợt thấy thị vệ tên là Tào Thăng đi vào, thì thầm với hạ tướng quân, sau đó nét mặt hạ tướng quân hiện ra vẻ vui mừng, ông ta lập tức nghe thấy đối phương nói: "Đa tạ chủ chùa, bản tướng còn có chuyện quan trọng phải làm, không làm phiền chủ chùa nữa." Ông ta hết sức lo sợ đứng lên đưa tiễn, Thấy hai bóng người một trước một sau đi xa dần, cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Lần này, cho dù giữ được chùa Triều Vân, chỉ e rằng danh tiếng cũng sẽ bị tổn thất lớn. Quả nhiên, thành cũng do Huyền Thanh mà bại, cũng do Huyền Thanh. Đã cho rõ rồi, nữ tử trong họ chính là Khúc thị, nguyên phối phu nhân của Hứa Bá Nho, tiến sĩ tiền triều. Đúng rồi, Hứa Bá Nho này là người của huyện Hoài Bình, phủ Hà An, chỉ cách huyện An Bình không tới 2 giờ đi xe chẳng qua là dòng dõi của hứa bá nho đã bị cắt đứt từ lâu gia sản cũng bị người trong tộc chiếm hết khi ông ta còn sống dòng tộc hứa thị chỉ để lại cho ông ta một tòa nhà cũ để ở mọi vật cũ trong nhà đều được niêm phong và giữ lại hoàn toàn tuy hứa bá nho có công danh nhưng chưa từng bước vào con đường làm quan sau khi thành niên ông ta đưa thê tử quay về quê hương bởi vì khá giàu có nên cũng không phải nhọc lòng vì kế sinh nhai ông ta chỉ trông coi gia sản mà sống qua ngày cũng rất ít khi qua lại với mọi người mà sống như thể đoạn tuyệt với nhân thế theo lời kể của nô bộc cũ hứa ra mà phạm quảng tìm được tình cảm của hứa bá nho và phu nhân rất khăng khít mặn nồng phu thê hai người cầm sắc hòa minh sao như đôi thần tiên quyến lữ khúc thị là nữ nhi của tú tài cha của bà với cha hứa là bạn bè từ thời niên thiếu nên họ đã định mối hôn sự cho nhi nữ của mình từ còn rất sớm hai người cũng được coi là thanh mai trúc má Khoảng chừng 16 năm trước, Khúc Thị có tin vui, hoài thai 10 tháng thì Hạ sinh được một nữ nhi. Chỉ Hạ sinh một nữ nhi. Bỗng nhiên Hạ Thiệu Đình cắt ngang lời cửa hắn, nghi ngờ hỏi. Tào Thăng gật đầu. Theo như lời Lão Bộc nói, Khúc Thị quả thực sinh Hạ một nữ nhi, và đây cũng chính là nữ nhi duy nhất của phu thê hứa bá nho. Chỉ tiếng rằng, đứa bé này từ khi sinh ra đã yếu đuối nhiều bệnh, vì nữ nhi mà phu thê hứa bá nho đã lao tâm khổ tứ rất nhiều mời thầy, hỏi thuốc, cầu thần khấn vật khắp nơi, chỉ mong nữ nhi có thể bình an trưởng thành. Người chắc chắn hứa phu nhân thật sự chỉ sinh hạ một nữ nhi thôi sao? Lão bộc không nhớ sai đó chứ? Hạ thiệu đình hỏi tiếp. Tào thăng trả lời. Lão bộc đó từng là nữ đầu bếp của hứa phủ, đa phần chuyện ăn uống trong thời gian mang thai của hứa phu nhân đều do bà ấy phụ trách. Hôm sinh bà ấy cũng có mặt tại đấy và quả thật hứa phu nhân chỉ sinh hạ một nữ nhi. Nhưng mà hắn chuyển sang chuyện khác. Nhưng mà trước khi hứa phu nhân sinh, bà ấy từng bất chấp bụng bầu cùng hứa bá nho ra ngoài một chuyến, lúc trở về ôm theo một đứa bé mới sinh, vừa khéo đêm hôm đó phu nhân cũng lâm bồn, hứa bá nho bèn tuyên bố với bên ngoài rằng phu nhân đã sinh hạ một đôi nữ nhi. Có biết đứa bé mới sinh đó là nữ nhi của ai không? Giọng nói của đường quân giao bỗng nhiên vang lên sau lưng hai người. Sao nàng lại tới đây? Hạ thiệu đình nghe tiếng thì dừng bước, ngạc nhiên hỏi muội lo lắng cho chàng nên muốn tới nhìn chàng đúng rồi rốt cuộc đứa bé mới sinh mà hứa phu nhân ôm về là nữ nhi của ai đường quân giao gặng hỏi theo lời lão bộ nói đứa bé mới sinh là nữ nhi của di phúc tỷ tỷ ruột của hứa phu nhân tỷ tỷ bà khó sinh mà chết hứa phu nhân thương đứa cháu nhỏ không người chăm sóc nên sau khi thương lượng với phu quan thì quyết định nhận đứa bé đó làm nữ nhi đường quân giao thầm giật mình Đứa cháu gái mà hứa phu nhân ôm về có lẽ chính là hứa đinh nhược trong phủ dự vương. Không, phải là hứa đinh huyền mới đúng. Vì thế đây là lý do tại sao môn vũ gọi nàng ta là tỷ tỷ nhưng không thừa nhận nàng ta là tỷ muội sinh đôi của mình. Ban đầu nàng còn tưởng bọn họ là tỷ muội cùng họ, hiện nay mới biết hóa ra hứa đinh huyền thật sự không phải nữ nhi nhà họ hứa. Ngày đó, nàng chỉ thuận miệng bịa một câu chuyện để lừa chết liễu ai mà ngờ nàng lại nói trúng câu chuyện bên trong. Hứa Đinh Huyền không phải nữ nhi của hứa gia, thậm chí nàng ta còn lớn hơn ngôn vũ mấy tháng. Phu thê hứa thị muốn tuyên bố với bên ngoài các nàng là tỷ muội sinh đôi thì sẽ dựa theo ngày sinh của ngôn vũ. Bởi vậy, ngày sinh tháng đẻ của hứa đinh huyền cũng là giả, ngay cả mệnh cách gì kia cũng chẳng phải thật. Khổ cho đám phương nghi vì mệnh cách này mà hao hết cả tâm tư, nào ngờ cuối cùng mọi thứ đều là giả nàng hít thở thật sâu, hỏi tiếp. Thế sau đó phu thê hứa bá nho đã xảy ra chuyện gì? Tảo thăng nhìn hạ đình theo bản năng, thấy hắn gật đầu với mình mới nói tiếp. 14 năm trước phu thê hứa bá nho đưa đôi nữ nhi ra ngoài, trên đường quay về xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phu thê hai người cùng một tôi tớ không ai sống sót, còn đôi nữ nhi thì không rõ tung tích, có thể nói là sống không thấy người chết không thấy xác. Đường quân giao cảm thấy lòng mình nặng chịu, nào có không rõ tung tích chẳng qua là bị người ta bế đi rồi thôi. Có lẽ sự cố kia cũng chẳng phải là một sự cố ngoài ý muốn mà chính là một vụ giết người cướp nữ. Tỉ muội song sinh, ngày sinh tháng đẻ giống nhau, cho nên sau khi hứa đinh nhược chân chính chết, đám phương nghi huyền thanh đã lấy hứa đinh huyền thay vào chỗ của nàng ấy. Phù thề hứa bá nho cầu phúc khắp nơi cho nữ nhi yếu đuối nhiều bênh, trong lúc đó cũng sẽ tới cầu huyền thanh đang nổi danh lúc bấy giờ. Có lẽ ngày sinh tháng đẻ của nữ nhi đã tiết lộ cho ông ta vào thời điểm đó. Nàng cúi đầu thở dài, việc này cũng không thể trách phu thê hứa thị được, nói cho cùng chẳng phải tổ mẫu của nàng cũng giống bọn họ hay sao? Nếu không làm sao Huyền Thanh có thể nghĩ đến việc giam giữ linh hồn của nàng để kéo dài sinh mệnh của môn vũ được chứ? Đối với những người có bệnh thì vái tứ phương mà nói, tiên trưởng đức vọng trọng như hắn là loại người khiến họ không phòng bị nhất phu thê hứa thị làm sao biết rằng tình yêu sâu nặng mà họ dành cho nữ nhi cùng với sự thành khẩn trong cơn nguy cấp của họ sẽ dẫn đến họa sát thân cho cả nhà phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn